bảo vật quốc gia. Bức tranh sơn mài giống. Bức tranh sơn mài được họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm sáng tác năm 1990, khổ 90 x 120 cm, khắc họa nhân vật dân tộc Thánh Gióng với ngôn ngữ tạo hình của nghệ thuật lập thể Bị Lai, xen lẫn các họa tiết hoa vân rong sơn như rìu đồng, lá chắn ngực, văn hình rích sắc, văn hình vòng tròn đồng tâm, hình tượng giống với trang phục thường thấy ở các nhân vật thuộc nghệ thuật Đông Sơn, cởi trần, đeo tấm chắn ngực. Phần thân dưới bên ngoài lớp khố là những lớp xẻ vạt trước sau, trang phục màu vàng nhạt, điểm sắc ghi ánh cam, trắng, hòa cùng với sắc ghi xám bạc của con ngựa sắt, tạo thành một mảng sắc trung gian điềm tĩnh trên nền son nhạt nóng ấm. Các vệt chấm đỏ, vệt đen sậm như tia chớp ẩn hiện, khéo léo lồng phía trước và sau tranh, làm chặt bố cục và nâng đỡ sức bay của hình tượng. Bức tranh được giới nghệ sĩ đánh giá có giá trị nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa đề cao sức mạnh văn hóa, tinh thần của truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tranh sơn mài giống của tác giả Nguyễn Tư Nghiêm từng giành giải nhất trong triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1990. Ngay sau khi trưng bày tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1990, Bảo tàng mỹ thuật đã mua lại bức tranh này. Hiện nay còn giữ được giấy thông báo mua tác phẩm gửi họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Trên đó có lưu bút và chữ ký đồng ý bán tranh của họa sĩ. Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm quê tại Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 19 tuổi, ông thi đỗ vào cao đẳng mỹ thuật Đông Dương khóa 15. Ông ghi danh vào bộ tứ của hội họa hiện đại Việt Nam thế kỷ 20. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những thông tin hay về cổ vật nhé.